Cà rốt, bà con tôi biết hết cà rốt sao bà con? Cà rốt là tốt vô cùng cho sức khỏe. Khi ai ăn cà rốt thì nó sẽ tốt cho sức khỏe người đó. Ăn cà rốt nó tốt vô cùng. Nhưng mà không phải cà rốt là ai ăn cũng được. Có những người bà con ạ, có những người không ăn được là vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho căn bệnh của mình bà con nha. Những người không nên ăn để cho nó tốt cho căn bệnh của mình. Chứ nếu ăn vào cà rốt ăn vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người mắc bệnh vàng da. Không ăn cà rốt đó nha bà con. Tiểu đường cũng không nên ăn cà rốt. Táo bón không ăn uống cà rốt sống. Cà rốt sống là không ăn, không uống cà rốt sống. Vàng mắt, vàng da, chán ăn, tiêu chảy, bị đường ruột. Uống mỗi tuần một ly là nên uống như vậy thì nó tốt vô cùng bà con ạ. Còn ngoài ra cà rốt nó sẽ tốt cho sức khỏe, nó tốt cho sức khỏe. Người ăn cà rốt là ai cũng tốt. Những số người còn lại, những số bệnh còn lại đó là đều tốt hết. Nhưng mà cà rốt nó có nhiều vitamin A, C, muối khoáng, tốt cho mắt, thiếu máu, hồng hào da, càng tốt. Đó, cà rốt khi qua chế biến thì ăn 2-3 lần một tuần. Phải qua chế biến chứ không được ăn sống đó nha bà con. Không được uống sống nha bà con. Đó, một tuần mỗi lần là 100 gram. Bệnh tiểu đường uống một ly 100 gram thì nó làm được tốt. Và nó giải 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 nhiệt tốt. Tốt tốt cho giải nhiệt. Tốt cho trẻ em. Tốt cho người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên bà con ơi. Kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được, vui lòng chia sẻ ra cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi. Xin thân ái, kính chào, kính chào. Woo!